Xin chào tất cả mọi người. Mọi người đã quay trở lại với phần review nhanh sản phẩm. Minh Ngọc Game Shop bên em xin giới thiệu với bạn một dòng sản phẩm rất quen thuộc. Đó là dòng máy lọc không khí và buồng thương hiệu Sáp. Video này em đang làm về hai em, một em bên tay trái là em KCA50, công suất 54W, dành cho phòng tầm 35m², và một em bên tay phải là dòng KCZ45, xuất 43W, dành cho phòng tầm 25 đến 30 m². Sau em xin vào chi tiết để cho mọi người cùng xem. Ok, em đầu tiên là em KCZ45 này, hình thức thì cũng rất là đẹp. Theo nhận xét đánh giá của mình là tầm 90%, không bị vỡ ở bất kỳ chỗ nào mọi người nhé. Em sẽ quay các góc quay cho mọi người. Thông số em này như sao? Đời 2011 này. Điện áp 100V KCZ45. Thì dòng này tất cả các sản phẩm máy lọc khí thì bên em đã đổi nguồn sang dòng 220. Các bạn yên tâm không bị cắm nhầm nhé. Tất cả các máy thì đã đều bên em vệ sinh sạch sẽ, máy được trang bị luôn. Thì em đã đổ là thêm 30 đã test hoàn hảo các chế độ luôn. Máy gồm 3 chế độ: chế độ lọc không khí này, chế độ bù ẩm này. Bù ẩm thì bên tay phải sẽ có một cái ca nước để anh em chứa nước dành cho các mùa hanh khô. Các bạn đổ nước vào đây nhé, nước hoặc cái ca khoảng tầm 2-3 lít nước. Các bạn ý thêm nốt một chút nữa là cái guồng nước. Bên em đều lượng guồng nước và tương đối đẹp. Nguồn nước nào mà bị hỏng thì bên em sẽ thay. Nguồn nước còn trước này là tương đối ok, tầm 8% là được. Còn khi nó đóng cận nó vàng hết, cứng nó cứng hóa hết, vôi hóa hết thì anh em phải thay thế nhé. Vì cái nguồn nước này nó sẽ quyết định cái chất lượng bù ẩm của mình ít hay nhiều. Về giao diện thì bên trên là hiển thị đồ ẩm này. Đây là hiển thị trường không khí này, màu xanh là sạch, màu vàng là bẩn và màu đỏ rất bẩn. Bây giờ sẽ chúng ta làm bẩn không khí đằng sau. Đấy, máy sẽ tự động đổi màu. Đấy, để lọc sạch không khí. Với công suất 43W này thì dành cho anh em phòng từ 25-30m² là ok. Còn cách sử dụng thì tất cả dòng Sáp đều như nhau thôi. Ở rất nhiều video trước em đã nói hướng dẫn thì cách này cũng đơn giản. Để tắt này, chế độ giữa chế độ lọc không khí và bù ẩm này, chế độ bên phải chế độ tăng tốc lọc sạch không khí, sau vòng 15 phút sau thì tự động chuyển sang chế độ này là chế độ bù ẩm không khí. Còn chế độ này là chế độ lọc không khí không, tức là không có bù ẩm nhé. Ở đây là menu, các bạn nên để cho mình chế độ là auto là được, tức là không khí sạch nó sẽ chậm mà không khí bẩn nó sẽ nhanh. Ngoài ra các chế độ như mạnh, trung bình, yếu này, đấy, các bạn ấn đây. Ví dụ là chế độ mạnh tức là nó mạnh nhá, các bạn để auto cho mình ok. Đây đèn ion, các bạn nên để đèn ion này. Đây là đèn sáng tối. Đấy, anh em để tắt đi nếu mà ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người. Thực rất là đẹp luôn. Bên em đang bán dòng sản phẩm này là 1.800.000, bao gồm đổi nguồn 220, màng HEPA mới và sạch sẽ luôn, vành 6 tháng mọi người nhé. Ok, đến một em thứ hai là dòng cao hơn một chút, là dòng KCA50, cũng rất là đẹp luôn, khoảng tầm 90%. Bên em đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Thông số ấm này như sau đây. Đời 2013, công suất 54W, KCA50. Với công suất 54W này thì anh em phòng cho phòng tầm 35m² là ok luôn. Thì về mặt hiển thị thì dòng này hơi khác một chút, phần giữa này. Còn em này thì ở bên tay trái. Hai dòng này thì đều là dòng có bánh xe nhé, anh em phải đưa đi giải lạ ở trên nhà rất tiện lợi luôn. Không khí này đấy, giống hệt nhau thôi, và các cái bố trí phím cũng rất giống nhau. Bên em đã thay màn HEPA mới này, màn mới luôn cho mọi người, anh em yên tâm. Tùy theo điều kiện mỗi nhà, từ 6 tháng 15 anh em phải thay. Thì thay sản phẩm này phổ này mất 250.000 thôi. Rất đẹp nhá. Ca nước bên tay phải này. Buồng nước này. Đấy. Ô, sản phẩm em đang bán KCA50 là 1.900.000. Ok, anh em ưng sản phẩm nào thì liên hệ với em qua số điện thoại 0979 665 264. Em xếp hàng toàn quốc mọi người nhé. Tôi ship tận nhà là 100.000 toàn quốc.